Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất động sản Tiềm năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ phân tích cho cả nhà về cái nhà mẫu của căn hộ Celesta Heights. Nói đến Celesta Heights, dự án nổi bật giữa trung tâm Nam Sài Gòn nhộn nhịp là sự giao thoa hoàn hảo giữa những giá trị thiên nhiên với sự tiện nghi của nhịp sống hiện đại. Với một phong cách thiết kế rừng vô phố thị được các đơn vị tư vấn truyền tải xuyên suốt từ kiến trúc, cảnh quan, xanh mát bao quanh dự án và hệ thống có hơn 50 tiện ích xanh nội khu hiện tại, đến những gam màu mang đậm chất thiên nhiên vào trong từng căn hộ, mang những trải nghiệm vui khỏe đến gần với gia chủ hơn bao giờ hết. Thiết kế của căn hộ hiện tính cách riêng của từng thành viên trong gia đình, thích thú với những không gian xanh mang cả những khu rừng nhiệt đới về nhà. Hãy làm một cuộc hành trình về vùng đất hứa nhé. Sau đây Phước Sửu sẽ phân tích về không gian sống của căn hộ 3 phòng ngủ. Căn hộ 3 phòng ngủ với tông ấm nhẹ nhàng được thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Những mảng xanh tươi mát lạ kỳ từ những khu rừng mang lại cho cuộc khám phá thú vị. Chiếc bàn sofa với thiết kế của cây, những chú chim nhỏ vui hót trên những chiếc đèn mang dáng cành khô, nơi gia đình chia sẻ qua những bữa ăn ấm cúng, bông hoa cỏ lau hay những chú côn trùng nhỏ. Trong phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, những bức tranh hoa lá khô ép lại, những bộ sưu tầm về cây cỏ hoa lá, tất cả như một khu rừng thu nhỏ vậy. Qua đó thể hiện được niềm đam mê hòa nhịp cùng thiên nhiên của cả gia đình khi sinh hoạt tại căn hộ 3 phòng ngủ Celesta Heights, mang một sự nhẹ nhàng, thanh mát. Đó là căn hộ 2 phòng ngủ với tông màu lạnh, nó như mang sự trong lành và mát lạnh từ gió biển, từ những bầu trời vén mở ra vùng trời mới. Dám ước mơ, dám khám phá những điều mới lạ cùng gia đình, có chuyến khám phá mới lạ về một vùng đất mới tại khu Nam Sài Gòn. Mảnh tranh được vẽ với màu xanh nhẹ như những làn gió thanh mát mang vào phòng khách, mang thêm chút sóng biển xô nhẹ vào các ván trượt, hay những chuyến đi khám phá bầu trời mang theo bao ước mơ của tuổi thơ với kinh khí cầu. Và khi cần là các thành viên có thể xách vali lên và đi thực hiện một hành trình mới của mình. Gam màu xanh nhẹ nhàng của toàn không gian căn hộ mang đến sự tươi mới, năng động, mang đậm tính chất trẻ trung, cá tính. Với trang thiết bị hiện đại sang trọng mang đậm dáng dấp của chủ nhân, không vung vức khuôn khổ hình khối nhưng cũng không uốn lượn yểu điệu, không đặt nặng tiêu chuẩn quy cách thiết kế nhưng mang một màu sắc riêng, lịch lãm, thanh nhẹ. Mọi cảm nhận, ý tưởng đều rất khác lạ cho phòng khách của chủ nhân tương lai. Thì Phước Sửu đã phân tích sơ qua về cái nội thất của hai căn hộ Celesta Heights, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Thì quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu về căn hộ Celesta Heights hoặc đi xem thực tế về căn hộ Celesta Heights thì liên hệ với Phước Sửu theo số hotline 0909 477 288. Phước Sửu sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích để cho quý anh chị tìm hiểu và đầu tư một dự án đang rất hot tại Nam Sài Gòn với phương thức thanh toán chỉ 10% để ký hợp đồng mua bán và thanh toán khoảng 30% trong vòng 3 năm đến lúc nhận nhà, và giá cả rất là hợp lý cho khách hàng đầu tư trong giai đoạn đầu mở bán. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của Phước Sửu. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.